làm YouTube và chuyển sang một cái lĩnh vực khác. Hello, xin chào các bạn. Mấy hôm trước thì có nhận được một cái câu hỏi, đó là bao giờ thì anh nghỉ làm YouTube và chuyển sang một cái lĩnh vực khác. Tôi thì trả lời rằng anh thì anh chưa biết ngày nghỉ, nhưng mà ngày nào mà còn follow tăng, còn có người bình luận thì chắc chắn là anh vẫn sẽ làm YouTube. Và đối với anh thì YouTube nó luôn luôn là một thứ mà anh đã khởi đầu và có lẽ rằng là sẽ đi đến cuối cùng với YouTube. Còn các nền tảng khác thì có thể là sẽ tham gia vào và có thể là sẽ một ngày nào đó dừng nghỉ và tập trung cho mảng cái này nhiều hơn. Và như mình đã hứa trong cái thời gian trước, đó là làm clip nước hoa mùa đông dành cho nữ ở tầm trung. Và những lựa chọn ở đây thì đa phần đều là những lựa chọn mình đã làm rồi. Và video này chỉ là tổng kết lại thôi, nhưng mà có thêm một con, đó chính là Long Beach của nhà Lelikis. Đây, em nói con này thì nữa sẽ nói kỹ hơn. Và chúng ta cùng nhau điểm lại những chai nước hoa dành cho nữ mà mình đã làm review ở trong số này, phù hợp với mùa đông năm 2023. Và các bạn nhìn thấy rồi, đó là thời tiết thì cũng rất rất lạnh đúng không? Thế nên mình ăn mặc như thế này. Bắt đầu nhá. Cái tên ở vị trí số 1 đó chính là một mùi hương mình đã review cách đây khoảng đâu đó hơn tuần, 2 tuần gì đó. Đó là Kate Hustet của Imaginary Arthur, một trong những nhà hương đến từ Mỹ. Và mùi nước hoa này thì nó là chủ đạo của gỗ cùng với trái cây. Cụ thể thì nó sẽ là mùi gỗ thông kết hợp cùng với dâu. Có lẽ đây là một trong những sáng tạo mà mình đánh giá khá cao ở cái mức độ đó là dành cho nữ, các bạn nữ có thể mặc được. Tại vì về đa phần ấy, gỗ là một trong những nhóm hương sử dụng khá nhiều cho nam. Duy nhất chỉ có gỗ đàn hương là chúng ta sẽ thấy rằng là nó được làm trên khía cạnh béo, ngậy và có nét mềm mại dành cho nữ. Nhưng ở đây thì là gỗ thông kết hợp cùng với dâu. Hai cái sự mix và blend mùi này với nhau nó làm cho các bạn nữ cá tính hoàn toàn có thể mặc được. Kết hợp cùng với đó là concept là hợp với vai của Đà Lạt, theo cái trend đó là bỏ phố về rừng. Thì cái mùi của Cape Hustet thì các bạn có thể xem kỹ hơn ở cái video mình sẽ gắn ở đây. Nhưng mà nếu như bạn nào là con dân, những người yêu Đà Lạt, thích một không khí nó yên bình, nó lạnh, có cái mùi thơm đặc trưng của những cái phần vỏ, những cái hạt và những cái quả thông dã ra cái nét đắng xanh của rừng Đà Lạt vào những cái buổi chiều khi mà sương xuống, kết hợp cùng với cái nét ngọt của dâu, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm đến em nó. Mùi hương này thì rất là phù hợp để cho các bạn đến những cái vùng du lịch ở miền núi này, ở phía Bắc, hoặc là ở trong những cái vùng như ở Đà Lạt, ở cái những nơi mà có những cái khu rừng tán lá kim, rồi cái cảm giác các bạn đi chill, các bạn cắm trại ở trong rừng, hay đơn giản là tận hưởng cái không khí mà có cảm giác chill nhẹ nhàng và man mác buồn giống như Đà Lạt, thì đây là một trong những con mà các bạn nên cầm theo. Tại vì đây là mùi hương mà mình nghĩ rằng là không chỉ riêng nữ mà các bạn nam cũng có thể mặc được, hoặc là các bạn đi theo cặp đôi thì đây là mùi hương mà mình rất recommend, đặc biệt là với thời điểm này các bạn đi lên Đà Lạt chơi thì quá tuyệt vời luôn. Và để đi Sapa, đi Tam Đảo cũng rất ok với cái khí hậu như thế. Cape Hustet, và cũng đã có video rồi, sẽ gắn ở đây, xin mời. Ở vị trí số 2 thì chúng ta quay trở lại một cái thời gian khá là lâu, đó chính là Curacao 2 của nhà Sergio. Một cái mùi hương giữa xoài cùng với cái nét sữa ngậy béo rất là chân thật. Một mùi hương mà cá nhân mình ngửi qua khá nhiều những mùi xoài, đặc biệt là những cái tông mùi làm trái cây mix cùng với sữa, thì mình phải xác nhận một câu rằng đó là một trong những mùi xoài chân thật nhất mà mình đã từng thử. Curacao 2 thì các bạn cũng có thể tìm lại và mình sẽ gắn link ở đây. Video này nói về cái vấn đề gắn link khá là nhiều, mình cũng hơi ngại, nhưng mà tôi không hiểu lý do vì sao mà tôi lại làm lẻ tẻ hết những video như thế. Nhưng mà nếu như các bạn đang tìm cho mình một cái mùi hương để đi chơi vào một ngày cuối tuần trời hửng nắng, se se lạnh, đặc biệt là bạn là một người thích xoài, bạn thích cái cảm giác, cái vị của sinh tố xoài cùng với sữa chua, thì các bạn nên thử qua em nó. Mùi hương rất đáng yêu, rất yêu đời, có thể kéo mood của các bạn lên ngay lập tức,
không như Kết Estate. Em này kiểu xịt ra cảm giác hơi cứ buồn buồn buồn, nhưng mà với cua đợt số 2 của nhà Sherzog thì các bạn nhận được một cái mùi xoài cùng với sữa chua, ngửi rất là ngon miệng. Và mùi hương đấy thì cũng không có giới hạn quá nhiều về độ tuổi. Các bạn học sinh kiểu học đại học này, hoặc là các bạn mới ra đi làm thì các bạn cũng có thể đều mặc được nó. Chỉ có vấn đề là giá thành của nó hơi cao một tí thôi. Nhưng mà Sherzog ngoài cái thiết kế đẹp ra thì Cua Đồi Sô 2 là mùi mang lại bất ngờ rất lớn. Mùi hương quá tuyệt vời. Mặc quần jean cùng một chiếc áo khoác gió, các bạn hoàn toàn cũng có thể xịt được em nó. Hay là ăn mặc nó xịn sò hơn, như kiểu là những cái áo da thì các bạn cũng hoàn toàn có thể mặc được. Nếu mà các bạn chỉ đơn giản là muốn truyền một cái vai mùi đặc biệt, lạ mũi, gây thích thú, tò mò cho những người khác, Cua Đồi Sô 2 của Sherzog. Ở vị trí số 3, mình sẽ lựa chọn một tông mùi mà cá nhân mình nghĩ nó sẽ kén xịt dùng kể cả vào những ngày mùa lạnh. Đó chính là Oud Satimut của Maison Francis Cujon. Đây, chính là em nó. Vâng, em này thì video mới ra tuần trước thôi. Và phải nói thật rằng đây là một trong những mùi để các bạn đi tiệc vào những cái dịp cuối năm, những cái buổi party ở công sở này, ở cơ quan, vào những dịp cuối năm mà lúc đấy các bạn có thể lên đồ một cách lồng lộn. Đặc biệt là với những chị em, kể cả là chưa có gia đình, nhưng mà với mình thì Oud Satimut nó sẽ có một cái độ tuổi nó hơi chững chạc một tí. Nhưng mà các bạn sẽ mặc những bộ đồ váy bó, xong rồi các bạn khoác những chiếc áo lông kiểu màu trắng này, ở trong là một cái váy đỏ, xong rồi tóc các bạn uốn xoăn, môi đỏ. Rồi, tôi đảm bảo với các bạn luôn, các bạn xịt Oud Satimut thì các bạn sẽ kiểu mở cửa vào phát làm tâm điểm của đám đông luôn, từ phần ngoại hình cho đến mùi hương. Vì cái hiệu năng độ tỏa của em này thì cực kỳ là tốt, đặc biệt là cái sự biến chuyển của Oud Satimut với ban đầu là mùi hồng, sau đó thì lên cái mùi trầm rồi hoắc hương. Phải nói rằng là đây là một cái mùi mang đậm hơi hướng phương Đông và sẽ cực kỳ thu hút. Với một xịt thôi thì mình nghĩ rằng là thơm từ sáng đến tối, dành cho những chị em nào có nhu cầu tìm những mùi bám quả khủng. Và cái độ tuổi thì mình phải nói lại một lần nữa, đó là Oud Satimut nó sẽ phù hợp với các bạn nữ loanh quanh tầm 25 đến 27 tuổi đổ ra sử dụng mới phù hợp. Khi mà các bạn sẽ có xu hướng đó là theo đuổi theo phong cách kiểu quý cô, kiểu lady, kiểu mặn mà, kiểu có chiều sâu hơn về cả nhan sắc và về cả cái phần suy nghĩ cũng như là phong cách của các bạn, thì các bạn mới có thể mặc được nó. Còn đừng bảo là các bạn nữ đâu đó tầm 20 tuổi đang kiểu quần jean nhá, thứ đi sneaker xong rồi khoác cái áo gió kiểu nhí nhai nhí nhảnh như là cô bé Dương ở trong cái bộ phim hình như là Tôi Của 8 Năm Về Trước ấy, đang yêu nhau kiểu loạn nhí nhảnh như thế, thì đây không phải là mùi hương như vậy. Mình khuyên thật với các bạn là như thế. Còn nếu như bạn đã xác định được phong cách của mình lady thì các bạn hoàn toàn có thể mua em nó, đặc biệt là hiệu năng cực kỳ khủng đã đến từ thương hiệu nổi tiếng. Thay vì chúng ta đi mua MFK Baccarat Rouge 540 thì đây là mùi hương mà có lẽ rằng là chỉ cần một chai các bạn có thể dùng 10 năm cũng chả thể nào hết được em nó. Đặc biệt là cái dịp thì hãy nhớ như mình đã recommend thì các bạn tránh cái việc xịt ở trong môi trường cơ quan hàng ngày đi làm mà nó bị ố dề quá. Và mùi hương này thì tôi xác định một cái điều, đó là nó sẽ nghiêng nữ nha, chứ nó không thấy nghiêng nam lắm. Nam thì tôi có một vài gợi ý khác, Alexandria 2 của nhà Sherzog. Cái tên ở vị trí số 4 sẽ là một mùi hương cũng dành cho các bạn teen. Đó chính là Oriental Elixir của nhà Tada, một mùi trà sữa. Có thể video số này thì chúng ta sẽ nói hơi nhiều về mùi đồ ăn. Lúc ấy thì có sữa chua xoài rồi, nhưng bây giờ là một mùi trà Thái, trà sữa Thái, chính xác là như vậy. Thì trà sữa Thái cũng đã có video review, nhưng mà tôi cũng không chắc chắn được rằng là giá nó trên 3 triệu hay không. Nhưng mà hiện tại thì khi video này lên thì nó đã chính thức được bán. Và trà sữa Thái phải nói rằng nó là một mùi rất đáng thử trong năm nay, từ cái vấn đề là mùi đáng yêu, hợp các bạn trẻ. Cái thứ hai đó là cái trend mà uống trà sữa nóng cùng với kiểu trà phổ nhĩ, nó đang rất hot ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội với cái thời tiết như thế này. Thì cái việc mà các bạn thử Tada Oriental Elixir là một trong những lựa chọn không thể nào bỏ qua trong năm nay, đặc biệt là với một cái mùi trà sử dụng mùa đông
Và con đấy thì rất là recommend nếu các bạn xịt vào những ngày trời mà se se lạnh, đổi gió, buổi chiều đi cà phê cuối tuần, các bạn đi với bạn bè, người yêu. Về cái phần phong cách thì mình nghĩ rằng là như mình đã nói ở cái video trước review riêng về em nó, thì cá nhân mình nghĩ rằng kể cả từ 18, 20 tuổi ra cho đến 50 tuổi thì người ta vẫn uống trà sữa. Đấy, mẹ mình nhá, 60 rồi mẹ mình vẫn uống trà sữa mầm. Và đối với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng Oriental Elixir của nhà Tada là một trong những mùi hương dành cho ai là fan của trà sữa. Và cái mùi trà rất rõ rệt cùng với về sau lên mùi sữa, đặc biệt là dry down nữa, nó cũng khá là thú vị với một tông mùi ngọt ngào vanilla. Một trong lựa chọn mùa đông năm nay. Mùa đông năm sau chúng ta tìm một cái mùi trà nào đó mới lạ hơn. Nhưng mà trước mắt thì cứ thử Oriental Elixir của Tada, thì biết đâu sau năm họ lại ngừng sản xuất, không bán nữa thì sao. Và chúng ta đã đến với cái tên cuối cùng, đó là Blancvit của nhà Leliquis. Đây, em nó với màu trắng. Chai nước hoa này thì đang rất hot ở trên nền tảng TikTok, tại vì nó được rất nhiều người khen là một mùi sữa. Thì mình cũng có vài điều cần nói và phải dành nhiều thời gian hơn ở con này. Với cá nhân mình thì thực ra mùi sữa ở con này cũng có lên, nhưng nó sẽ không giống cái mùi sữa kiểu Vinamilk, kiểu TH mà các bạn đã từng uống ở ngoài đời sống hàng ngày. Nó có thơm mùi sữa thật, nhưng ở cái phần đầu vòi nhá, khi các bạn ngửi thì các bạn đã nhận thấy nó có cảm giác hơi chút nhựa một xíu. Đây là cái điều mà nhận thấy rất rõ rệt, đặc biệt là những cái quả kiểu, những quả kiểu vú sữa, những cái vỏ hay là những cái cây mà các bạn ngắt ra nó có cái phần nhựa trắng chảy ra. Thì ngoài cái nét mềm mại của sữa ra thì các bạn nhận thấy cái nét nhựa ở trong này khi các bạn bứt những cái cành, những cái lá mà có phần nhựa trắng mủ chảy ra rất là rõ rệt. Và cái này thì mình nghĩ là do cái hiệu ứng của hoa trắng làm nên ở trong này, đó là hoa huệ. Nhưng mà mới đầu khi mà xịt mùi hương này ra thì cái mùi sữa lên rất đáng yêu và dễ thương. Và phải nói rằng là nếu như những cô nàng nào bánh bèo ở độ tuổi đâu đó tầm từ 21, 22 tuổi đầu ra theo một cái style kiểu trắng tinh khôi, dễ thương, ngây thơ và đang tìm cho mình một cái mùi hương mà đúng với cái vibe của bạn để có thể xuyên suốt từ đầu đến cuối, thì đây là một trong những con như vậy. Các bạn chỉ cần nhìn màu trắng thôi, như thế này thôi là các bạn cũng biết là style của nó như thế nào. Và Blancvit thì với cá nhân mình ở trên da, ngoài cái phần pop note rất nhiều sữa ra, thì khi mà dry down ấy thì nó có cảm giác là nó lên mùi huệ hơi hoi nhẹ một tí nhá. Phải review chân thật như vậy để tránh cái việc mà các bạn nghĩ rằng là cái mùi hương này nó dễ ngửi. Với cá nhân mình thì kể cả là phân khúc tầm trên 3 triệu nhưng mà ở đây thì Blancvit nó vẫn là một cái nhà niche, nên nó sẽ có cái xu hướng đó là vẫn kém người ngửi một tí. Nhưng mà so với những con huệ khác như kiểu đồ sơn, như kiểu tam đảo, thì với mình đây là một con mùi huệ rất nịnh mũi ở cái phân khúc tầm cao, tầm trung và cao nhiều hơn. Và con này thì ngoài cái mình vừa mô tả ra thì mình còn nhận thấy một chút hơi kiểu nhụy hoa nữa khi các bạn dúi mũi vào. Và cái này nó sẽ làm cho mình nghĩ tới cái cảm giác đó là khi mà những cái dòng sữa mà các bạn sẽ kiểu ngắt một chút nhụy các bạn thả vào đấy, thì nó sẽ không phải mềm mại mượt hẳn khi các bạn sờ tay, mà thỉnh thoảng các bạn sẽ vấp phải cái phần nhụy khi mà nó cọ vào cái tay của bạn khi mà cái dòng sữa đấy nó chảy qua đó. Thì không phải là sữa hoàn toàn, nhưng nó là hoa kết hợp cùng với sữa. Và mùi hương này thì có một cái độ bán tỏa cực kỳ tốt, và cái độ tỏa của nó thì nó lại không hề gây khó chịu cho những người xung quanh, mặc dù nó có tỏa tốt. Mình thì không phải là một người thích huệ, nếu như các bạn là một người follow theo dõi mình lâu mình bảo là mình ghét huệ, nhưng mà ở huệ đây thì mình rất dễ chịu. Huệ nó chỉ chiếm khoảng đâu đó 30% thôi, còn cái nét béo cùng với cái nét hơi nhựa nhựa một tí phấn thì nó sẽ chiếm những phần trăm còn lại. Thế nên là với huệ này thì mình vẫn rất dễ chịu. Và với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là nếu mà mình đã dễ chịu với huệ thì khả năng là kể cả những bạn là những người mới thì bạn vẫn sẽ thích nó. Còn hãy quan điểm đây là hoa cùng với sữa, chứ đừng quan điểm rằng đây hoàn toàn là mùi sữa không, thì các bạn mua nó sẽ bị thất vọng. Nhưng mà vẫn recommend dành cho những bạn nữ tiểu thư này, hơi bánh bèo một tí, ngọt ngào, trong trắng, thì đây là một trong những con như vậy. Quả khá tốt luôn. Tôi nhớ là tôi xịt dù 5 tiếng rồi tôi vẫn ngửi thấy mùi hương của nó rõ rệt, chứ không cần phải đưa tay lên mình có thể ngửi thấy. Và đó là cái tên cuối cùng ở trong list mùa đông năm nay, Blancvit của nhà Leliquis. Yeah, nhìn thiết kế thôi. Nhiều ông chê cái nắp này hơi xấu, nhưng các bạn nghĩ sao về cái nắp này hãy bình luận ở phía dưới nhé.
Tôi thì tôi thấy nó khá hợp concept, nó hơi kiểu cái hũ nến ấy. Cái nến của thời Hy Lạp ngày xưa ấy. Đó. Cũng được. Và năm nay thì các bạn đã phát hiện ra những mùi hương nữ nào ở phân khúc tầm trung hay chưa thì hãy bình luận ở phía dưới. Thực ra tôi đang có khá là nhiều những mùi mới, nhưng mà thôi để dành cho năm sau đi. Đó, nhiều mùi khá là hay luôn. Và năm nay được thử thêm mấy con của nhà cao cấp hẳn tầm 6-7 triệu nữa. Nhưng mà thôi, đã làm đến đây rồi thì dành cho năm sau, để cho nhiều sự tò mò và hấp dẫn hơn. Và nếu như bạn chưa lựa chọn được mùi hương dành cho mùa đông năm nay thì hy vọng với video này các bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để có thể đắn đo, suy nghĩ, bắt tay lên trán hoặc là bắt anh người yêu phải mua cho mình những mùi này để thử. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, chúc các bạn có một mùa đông ấm áp.